Giải thưởng Vietlott chạm mốc 190 tỷ sẽ vượt mốc 200 tỷ nếu vẫn không tìm được chủ nhân. Theo thông tin từ Vietlott, trong kỳ quay số lần thứ 1066 của Power 6/55 diễn ra vào tối 27 tháng 7, Hội đồng quay thưởng xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 đã chạm ngưỡng 190 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được người chơi may mắn. Giải thưởng này sẽ sớm vượt mốc 200 tỷ nếu vẫn chưa tìm được chủ nhân trong kỳ quay tiếp theo. Trong khi đó, giải Jackpot 2 với giá trị hấp dẫn không kém đã nhiều lần tìm được chủ nhân. Cụ thể, một khách hàng của nhà mạng Mobifone đã may mắn trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 7 tỷ đồng tại kỳ quay này. Trước đó, tại kỳ quay thưởng thứ 1065, một người chơi may mắn cũng đã trở thành chủ nhân giải Jackpot 2 với số tiền thưởng lên đến 9 tỷ đồng. Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 182 tỷ 756 triệu 987 nghìn 850 đồng. Tuy nhiên, chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc và đang tiếp tục tìm kiếm chủ nhân may mắn cho giải số trúng thưởng này. Giải số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1065 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 12, 17, 21, 25, 33, 40 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 39. Vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên. Giải số của giải Jackpot 1 hôm nay là 12, 17, 21, 25, 33, 40. Tấm vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 39. Vì khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương với hơn 920 triệu đồng theo quy định của Bộ Tài chính tại thông tư số 111 năm 2013 TT-BTC. Như vậy, số tiền mà người chơi trúng Jackpot 2 nhận về là gần 8,3 tỷ đồng. Cũng trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1065 này, Vietlott đã tìm ra 27 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng. 1.433 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 31.630 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng. Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.